Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò. Bình luận viên tào lao chào bidao Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là những ngày còn tháng giêng âm lịch nha các bạn. Đại Lâm làm cái clip này thông báo cho mọi người về một việc của một cầu thủ trước đây từng là bãi biển Bào Cát Tân Bình, cũng từng đôi công với Chí Mexico tại sân ngã tư Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh, và cũng từng đánh 3-3 sân cao tốc Bình Dương và các kèo ở sân Chợ Điều. Cầu thủ này đang sinh sống tại Mỹ và cũng vài lần về Việt Nam, cũng giao lưu cùng với các anh em bóng chuyền phổi của Việt Nam. Trước đây cầu thủ này cũng từng là vận động viên bãi biển của Bào Cát Tân Bình, cùng thời lứa với Khanh Super, Trọng Chim, Tấn Còi và Đăng Mớm, vân vân. Hiện tại cầu thủ này đang chuẩn bị sắp xếp công việc thời gian để bay về Việt Nam thăm lại gia đình. Của quê hương Tây Ninh. Và cao thủ này cũng có liên lạc và nói chuyện qua lại với Đại Lâm, cũng mong Đại Lâm với thực lực hiện tại để cấp kèo kèo tay 3-3, 4-4 hoặc kèo chế kỳ đội đầu dò gì đó, vân vân. Nói chung là cao thủ này rất muốn giao lưu vì nghề nghiệp đam mê bóng chuyền không thể bỏ được nha các bạn. Thì Đại Lâm sẽ thông báo cho các bạn như thế để các bạn biết thực lực của anh ấy ra sao, như thế nào. Và mọi người hãy comment, góp ý cân kèo và cáp kèo cùng Đại Lâm luôn cũng được nha. Vì cao thủ này cũng có nhờ Đại Lâm mà nói chung cũng tất cả mọi người luôn xem tình hình thực tại, thực lực hiện tại như thế nào, để có các cầu thủ giao lưu với cầu thủ này, chuẩn bị sắp xếp thời gian công việc sẽ bay về Việt Nam một thời gian thăm gia đình và rất muốn giao lưu bóng chuyền tất cả các anh em bóng chuyền phổi của nước Việt Nam chúng ta. Mong mọi người hãy cùng Đại Lâm tìm kèo, cáp kèo cho vừa vừa với nhau, xứng đáng với nhau, và sẽ có những kèo hay để chúng ta được xem. Một lần nữa Đại Lâm xin chúc cho cao thủ gốc Tây Ninh, trước đây từng là bãi biển Bào Cát Tân Bình, cùng thời với Khanh Super, Tấn Còi, Đăng Mớm, Trọng Chim và tất cả mọi người fan hâm mộ trên YouTube, luôn sức khỏe, an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp nhất nha. Các bạn hãy chờ xem và hãy cùng Đại Lâm cân kèo và cáp kèo giùm anh ấy nha các bạn. Đấy là lời thông điệp của anh ấy từ USA, đất nước cờ hoa, chuẩn bị công việc sắp xếp bay về Việt Nam thăm gia đình và rất muốn giao lưu với tất cả anh em bạn bè bóng chuyền phổi. Đại Lâm xin nhắc lại cho các bạn biết nha, anh ấy quê Tây Ninh, trước đây từng là bãi biển Bào Cát Tân Bình nha các bạn, từng đôi công với Chí Mexico tại sân ngã tư Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh, từng đánh 3-3 tại sân cao tốc Bình Dương và từng đánh sân Chợ Điều. Đặc biệt những năm tháng làm nên tên tuổi của anh ấy rất nhiều, cũng từ sân Cầu Tre và bãi biển Bào Cát Tân Bình nha các bạn. Sân Cầu Tre có thể nói là
quận 12 Hóc Môn, Cầu Tre, đấy là những cái sân mà đặt những dấu chân của anh ấy rất nhiều và rất nhiều nha. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn những clip tiếp theo sau khi có thông tin chính thức anh ấy bay về Việt Nam thì Lâm sẽ thông báo cho mọi người biết nhé. Bye bye. Mọi người hãy cùng Đại Lâm cáp kèo và cân kèo dùm cho anh ấy nhé. Hiện tại thực lực như thế nào và thế nào để cho có kèo mọi người được xem rất hấp dẫn và thú vị nè. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.